Kính thưa cha, kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay các thầy xin được đề xuất lên cha một số bệnh nhân sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân Nguyễn Thị My Ly, sinh năm 1979, 40 tuổi, quê quán quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời chị đứng lên cho mọi người cùng xem. Bệnh nhân thứ hai, Phan Thị Minh Ảnh, sinh năm 1951, 68 tuổi, quê quán Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bệnh ung thư vú trái. Nãy chị My Ly là bệnh ung thư dòng hầu. Bệnh nhân tiếp theo là bệnh nhân Võ Thị Phương, sinh 1993, 26 tuổi, quê quán Đồng Nai, bệnh ung thư đại tràng. Chúng ta còn lại hai bệnh nhân nữa, nhưng mà hai bệnh nhân này vắng mặt thì chỉ đọc tên ba bệnh nhân thôi. Kính thưa cha, sau khi quý thầy của Điểm Chữ Thập Đỏ đã hội chẩn xong, thì kính xin cha cho phép làm thủ tục cho các bệnh nhân này được sớm được xuất viện trở về. Xin mời cha. Hôm nay báo với cha là có 5 bệnh, mà còn 2 bệnh nữa thì nghe nói kẹt là vì nhà ăn cháo đúng không? Đói bụng hả? Vậy thì còn 2 bệnh nữa thì cũng là trong cái khu là 5 bệnh nhân sẽ được duyệt xét để từ sau ra viện đó, đúng không? Bây giờ hồi nãy thầy có nói là Điểm Chữ Thập Đỏ và các ban hậu viện cận đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi. Thì thầy có biết là các bệnh nhân này đã được hết bệnh chưa? Sau hơn 2 tháng điều trị bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano, thì chúng con đã nhận thấy những bệnh nhân này đạt kết quả cao và có khả năng ký xuất viện cho về nhà. Nếu thầy bảo lãnh điều này thì chắc chắn cái điều này thì cha có thể khảo sát bệnh nhân ngay từ bây giờ. Để đó là niềm tin cho cha, sau đó cha mới có những cái quyết định để đưa các bệnh nhân này đến bệnh viện. Rồi. Bây giờ cha hỏi các bệnh nhân nhé. Bây giờ chúng con là các thầy báo về cha là 5 ca sẽ được xuất viện. Thì ca Minh Ảnh là đã có hồ sơ rồi, nhưng mà do hồ sơ lấy chưa kịp, phải vậy không? Như vậy thì hiện tại con đã đi check lại, đi khám lại ở bệnh viện Hòa Hảo rồi, trung tâm Hòa Hảo rồi. Thì hồ sơ đã có rồi, đây ngay bây giờ cơ thể con ngay bây giờ này có phản ứng gì không? Tức là có đau nhức hay mệt mỏi gì không? Dạ thưa cha, lúc bước đầu về thì có u con nó hơi ê, tại vì nó bị sinh thiết. Nhưng mà bây giờ được quý thầy chăm sóc nó thì nó đỡ rất là nhiều. Và khi con về thì hồi nào giờ con ăn cháo chỉ 3 lít rưỡi, mà con được ăn tới 4 lít rồi. Và con ngủ thì cũng tốt, tức là cũng được 4 tiếng như mọi ngày. Cơ thể con thì cũng rất là bình thường. Có nghĩa là cơ thể con ngày vô nó với ngày hôm nay nó khác nhau không? Ngày vô con có đau nhức gì nhiều không? Dạ không. Có khó khăn gì nhiều không? Dạ không, lúc ngày vô thì con cũng bình thường, tại vì con ở cái giai đoạn mới. Giai đoạn mới, ngày dạ. Vô con bị khó tiêu với khó đi cầu đúng không? Dạ dạ. Táo bón đúng không? Dạ thì đi bón. Huyết áp đúng không? Dạ, dạ con bị huyết áp không ổn định. Không ổn định. Hôm nay là mọi thứ đó đã ổn định chưa? Đi ỉa được chưa? Nói rõ dạ này. Được, dạ được, con đi cầu rất tốt. Rồi, con dạ, đi tiểu cũng rất tốt. Coi như là hồ sơ bệnh án của con là khi nhận nữa là đã xong nha. Dạ. Rồi dạ. Bây giờ cho hỏi tiếp cô My Ly nè. Ngày con vô tới hôm nay con chuẩn bị ra đó, con thấy cơ thể con như thế nào, nó có thay đổi được gì không? Dạ có, ngày vào thì cái tay con nó bị nặng và ù, giờ bây giờ con trở lại bình thường, người bình thường rồi chứ. Tay này bình thường rồi? Dạ. Khó khăn dữ lắm nghe con. Dạ. Tức là con nói chính miệng con nói như vậy. Dạ. Nhưng mà các thầy còn phải đưa con lên Hòa Hảo nữa. Dạ. Cha mới tin cái ông đó đó, chứ không tin cái ông đang đứng nói. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Rồi, vậy cha hỏi tiếp con nha. Con là Võ Thị Phương, con bị ung thư gì? Dạ con bị ung thư đại tràng. Đại tràng. Dạ. Bữa nay cơ thể còn sao so với ngày mới vô? Dạ so với ngày mới vô thì con rất là tốt và khỏe hơn nhiều. Con cảm thấy hết bệnh chưa? Cảm thấy trong người rất là tự tin vậy đó hả? Dạ tự tin ạ. Cha sẽ đưa đi Sài Gòn rồi mới tự tin được con. Dạ. Bây giờ con quay xuống cho các bạn coi gương mặt của các bạn ung thư đó. Chúng ta cho một tràng pháo tay nhé. Còn hai bệnh nhân nữa cũng khỏe như vậy.
còn hai bệnh nhân nữa cũng khỏe như vậy, nhưng mà hồi nãy nói là đói bụng về ăn cháo rồi nha. Vậy thì sau khi cha khảo sát thực tế tụi con ở đây thì cha có những ý kiến sau đây. Chúng con vô đây có người 2 tháng, có người 3 tháng, có người 1 tháng mấy. Tùy từng ca bệnh mà các thầy đưa vào phác đồ cho nó đúng chuẩn để mau ra viện. Ở đây có một cái hay là chữa bệnh không lấy tiền, cho nên là chữa riết cho con về, chứ con ở đây là con làm cho người ta tốn tiền. Phải không nè? Ở đây không có cầm con lại đâu. Con vừa hết bệnh là các thầy cho ra viện ký về nhà liền. Thì con ở một ngày là tốn tiền mà ở đây một ngày, đúng không? Cho nên ở đây có cái hay là không giữ ai hết, mà cố gắng chữa cho bằng được, riết hết đừng về. Tại vì đằng sau lưng còn nhiều lắm con. Cha nói đằng sau lưng còn nhiều, cha ví dụ một câu chuyện vui nha. Ví dụ như giờ con có gia đình, con sanh ra được đứa con, đúng không? Thì một năm đầu tiên là nó đâu có đi được. Nó mắc đi cầu thì nó nói là đi ỉa cha. Phải vậy không? Rồi nó mắc đi tiểu, nó đi đái cha. Đúng vậy không? Tới cái năm thứ hai cái bắt đầu nó đâu còn kêu nữa, nó tự đi. Phải vậy không? Mình thấy khỏe rồi. Nhưng mà tự nhiên nó chui ra ăn đứa nữa. Tự nhiên là đứa kế tiếp nó đi ỉa cha, đi đái cha tiếp tục. Phải không nè? Vậy thì con làm mẹ không mệt không? Thì cha và các thầy đây cũng vậy đó. Tháng đầu tụi con ỉa không ra, ăn không được, đái không rồi. Hôm nay tụi con ra viện là tụi con lớn lên rồi, còn đám sau lưng ỉa không ra cha kìa. Ngán không? Tụi con thấy cha và các thầy ngán không? Ngán dữ lắm ngán. Nhưng mà vì sứ mệnh phải làm. Đám này thì ỉa được, đái được đi về, còn đám kia vô tiếp tục ỉa cha, đái cha nữa. Hôm nay rồi đám nó ra rồi thì đám kế ỉa cha đái cha nữa, tối ngày là ỉa cha đái cha không. Cho nên tụi con cũng cầu nguyện cho các thầy các cha nha. Điều đầu tiên cha nói là chúng con cầu nguyện cho các cho cha và các thầy ở đây có sức khỏe để mà tiếp tục đái cha ỉa cha. Điểm thứ hai, cho khuyên chúng con là chúng con ở đây mấy tháng rồi thì chúng con biết cái nguyên nhân gây ra bệnh. Vậy thì hôm nay chúng con về nhà, chúng con sẽ chỉnh đốn nguyên nhân đó để mình không bệnh nữa. Chỉnh đốn bằng cách nào? Con đứng lên con nói cho nghe coi. Dạ thưa cha, con ăn chay ạ. Con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 26 tuổi. Cha nhìn thấy con, cha không thấy chỗ nào là bệnh ung thư cả. Xin Dũng thấy sao? Phải không? Một gương mặt như thế này mà. Nhưng mà ngày con vô là con bị biến dạng. Cái gương mặt bên đây của con nè, ngay bên tay phải con bị biến dạng. Mà hôm nay nó đã tả trở lại 99%, còn 1% chưa hết. Dĩ nhiên con mới vô thì từ từ khi con về nó sẽ hết. Thắng nè, giờ đây cha đã ký duyệt cho con là đã hết, nhưng con phải tiếp tục theo cái phác đồ để mà sống tiếp. Còn nếu con đi lại đường cũ nữa thì xe trước ngã là xe sau phải tắm nha. Mạng sống của mình đã được gỡ lại rồi, đã được cha và các thầy cứu một bàn thua trông thấy, đúng không? Một bàn thua trông thấy luôn, tức là khi mà bác sĩ báo mình ung thư là đó là cái bàn thua trông thấy. Nhìn thấy là 2 tháng nữa chết. Bây giờ quay trở lại đây 2 tháng cuốn ngược trở lại là rõ ràng con không được đi vào vết đổ nữa. Vậy là tụi con hiểu được cái cách mình phải về mình sống như thế nào để mình tiếp tục mình cứu đời nữa, chứ không phải mình sống cho mình nha. Và tụi con phải vững tâm để mà hướng dẫn những chị em xung quanh mình đừng giống như tôi nha. Vì tôi đã đi đường cũ, tôi đã hư rồi, hư thối rồi. Ung thư là hư thối chứ gì đó. Bây giờ tôi được thơm lại rồi, tôi về tôi đi đường mới. Hôm nay cha nói với chúng con vậy thì chúng con cũng về nói với anh Thành, với ai đó, với Trung Hạnh, ông Trương Trung Hạnh năm nay 80 tuổi, râu dài tới ngực, mà cũng đã hết bệnh rồi. Cha nói với chúng con như vậy để cha mong rằng chúng con sẽ cố gắng để mà giữ vững cái phác đồ để mình sống tiếp nha. Rồi như vậy thì cha quyết định cho phép chúng con trong tuần này đi kiểm tra để tuần sau chúng con theo cái đường hướng như thế này thì giấy tờ hết bệnh thì cha sẽ ký ra viện. Còn nếu như mà trường hợp còn một chút gì bệnh nhỏ vẫn phải giữ lại để cho nó hết rồi về. Mình chữa bệnh không có tiền mình không sợ, ở bao nhiêu ngày cũng được nha. Dĩ nhiên thì ở đây cha và các thầy nói bằng miệng, nhìn bằng mắt và bằng kinh nghiệm 2-3 tháng để mà nuôi chúng con.
Nhưng mà còn cái máy móc nữa mới quan trọng nữa. Cha và các thầy làm bài thi, nhưng mà cô giáo chấm điểm. Cha và các thầy chữa bệnh cho chúng con, nhưng mà bác sĩ chấm điểm hết hay không, chứ không phải cha và các thầy chấm. Khi các bác sĩ chấm điểm chúng con thì đó là khách quan. Còn bây giờ cha nói con hết bệnh thì đó là chủ quan. Để cho các bác sĩ chấm điểm chúng con hết bệnh, chúng con có bộ hồ sơ ra viện, chúng con tự tin mà sống những ngày tới. Vậy cha quyết định cho chúng con, các thầy hãy quyết định cho các bệnh nhân này đi làm hồ sơ gấp. Nếu thuận lợi chúng nhật kịp hồ sơ thì chúng ta ra viện, còn không kịp thì chúng ta dời tuần tới, không sao cả nha. Vì cái đó mình lại thuộc vào bệnh viện rồi, chứ mình không lại thuộc vào ai nữa. Phút sau này là bệnh viện sẽ giải quyết hồ sơ cho chúng con. Bây giờ cha nói với chúng con như vậy là cha và các thầy đây đã hoàn thành cái phát đồ cho năm ca này. Bây giờ cha sẽ đọc cho chúng con một kinh kính mừng để xin Chúa chúc phúc lành cho chúng con nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà còn phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, và cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, amen. Chúng con cảm ơn Đức Mẹ đã đưa các bệnh nhân này đến với Chúa để Chúa chữa lành. Xin Đức Mẹ tiếp tục phù hộ cho các bệnh nhân còn lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Chúng con có thể về ra bên đây ngồi được rồi đó, để cho tiếp nhận những bệnh nhân kế tiếp nha. Chúng con xin được cảm ơn Cha đã tiếp nhận các bệnh nhân này để chúng con sớm hoàn thành thủ tục cho họ đi khám kiểm tra các bệnh viện lớn trước khi cho họ xuất viện. Xin được xin quý cộng đoàn chúng ta cho Cha một tràng pháo tay. Ngày hôm nay chúng ta có một cái niềm vui nho nhỏ, đó là chúng ta có được sự có mặt của bác Phạm Văn Thơm. Mời bác Phạm Văn Thơm đứng lên cho mọi người cùng xem ạ. Đây là một bệnh nhân đã được xuất viện vừa rồi. Anh đã hết ung thư bàng quang. Chúng ta cho tràng pháo tay thật là lớn ạ. Sự xuất hiện của bác Phạm Văn Thơm cũng là một cái niềm động lực mà thực tế chúng ta đã nhìn thấy bằng mắt thường, bằng trực tiếp khách quan, không có phải qua lời đồn đoán của người này người kia. Thì đó cũng là một cái giúp cho chúng ta có thêm cái động lực để chúng ta vượt qua được cái bệnh ung thư. Bởi vì bệnh ung thư hiện tại là như cha đã nghiên cứu về công nghệ cháo nano, thảo dược nano đã có cái phác đồ, và có được những người người ta đã đi trước mình và đã hoàn thành được phác đồ, thì chúng ta phải quyết tâm để chúng ta hết bệnh được căn bệnh này. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là, nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Dạ, yeah. Ok ha. Yeah. Rồi, để cha trả lời. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi. Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái áp dụng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là con chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi, với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội đồng hành của đất nước Việt Nam và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy, thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau, thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha. Và ca đó sẽ được nuôi và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được. Vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không?
đem lại chứng cái bột liền phải không? Vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi, nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại, cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư cô, chứng cái cục vô rồi đi qua xuống đây ai chữa cho nổi con, chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi. Bây giờ nếu mà 1000 ca ung thư mà 1000 thập đỏ chắc gì vẫn chữa được như thế. Mà 1000 ca ung thư mà không có 1000 thập đỏ chắc gì không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy, nhưng mà con hỏi lại là 1000 người đó đều có 1000 cái nón bảo hiểm và 1000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó, đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết không? Cuối cùng nó chạy ngổ ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1000 ca ung thư nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó, mà cũng 1000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết, mất trật tự an ninh. Chú Năm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ vậy tóm lại đối với những người ở Việt Nam, ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chưa? Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cho dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô 1 ca, 4 giờ sáng vô 1 ca, 2 giờ trưa vô 1 ca. Trời ơi, làm riết rồi cho đi toilet không bao giờ đi nữa, phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết theo thứ tự giấy tờ hồ sơ đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra con đưa lên tin nóng người dân để người ta hiểu, khỏi điện cho con mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay, nghe không nổi, chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy còn tin nên là tàu lặn, quất luôn tàu lặn là tắt nguồn rồi khỏi kêu luôn. Mà hãy cho tắt điện thoại của cha rồi người thân cha nó chửi cha, điện được chửi. Mà hãy cho mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, chú ơi tối ngày ai nghe cho nổi. Nói nè, vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nhắn từ dân, gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày chủ nhật, cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ 6 nè. Và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ 2, ngày thứ 3 gì đó. Mà bây giờ cha bận quá đúng trời, cho bây giờ thứ 6, chú đúng là chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ 3. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ 2 đâu mà. Hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ 4 nữa. Phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ 6, chứ đúng là chủ nhật lên con. Dạ. Vì cha còn phải đủ thứ công chuyện, phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Dạ. Chủ nhật 7 giờ sáng. Dạ. Thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận, đó họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi, chứ con không ai ăn tiền đó luôn. Không ai ăn được tiền đó. Rồi, đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar hay là Malaysia, Singapore chẳng hạn, hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ, tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ, vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị, không có phải là thập đỏ dắt về. Mình ở nước ngoài 50 năm là thập đỏ biết mình đâu dắt.